Phần thứ nhất, tư duy bán hàng. Bán hàng là như thế nào? Bán hàng là cái việc xác định được cái nhu cầu và giải quyết cái nhu cầu của người khác để từ đó họ trả tiền cho mình. Cái công việc bán hàng nó chỉ kết thúc khi nào tiền vào túi mình thì gọi là bán hàng. Và để làm được cái điều đấy thì chúng ta phải qua một cái quá trình gọi là cái quá trình giúp đỡ người khác đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Một cái tư duy sai khi mà chúng ta tham gia vào việc bán hàng là cố gắng làm mọi cách để tiền vào túi mình. Có thể là kê giá, có thể là lừa dối khách hàng, có thể là ép khách hàng mua hàng, hoặc là có thể đưa ra những cái thông tin sai lệch để khách hàng họ có một cái niềm tin vào đó, và từ đó họ dẫn đến cái việc mua hàng nhưng mà sau đó sẽ bị trả giá rất cao